cho bà con thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, mình quay cho bà con về cái mô hình trồng chanh dây ở Hồ Thượng Esup. Thì Esup là một trong những cái huyện mà bà con nói vô cùng á, là ở đây vô cùng là khó khăn, dân cư thưa thớt mà đời sống của nhân dân á, thì còn gặp nhiều khó khăn. Thì á, mình quay về một cái vườn chanh dây của một hộ nông dân đang tiến hành chanh kẽm, chanh vàng. Thì cái chanh dây thì bà con biết nó sống được ở khí hậu mọi miền ở trên Việt Nam chúng ta. Thì đa số ở Việt Nam thì khu vực nào chúng ta cũng trồng chanh dây. Thì clip này mình quay thực tế ở vùng Esup, Hồ Thượng. Thì đất cát, đất sét thì bà con biết nó rất là nóng, nhưng mà điều kiện ở khí hậu này rất là nóng, quá nóng luôn. Nhưng vẫn trồng chanh dây thì nói là thành tựu rất là lớn cho bà con nông dân. Thì qua clip này mình quay cái mô hình trồng chanh dây của một hộ nông dân cho bà con xem. Ở huyện Esup thì bất cứ ở khu vực nào chúng ta cũng có thể trồng được cái chanh dây. Thì bà con tham khảo mô hình trồng chanh dây với trụ hoàn toàn là trụ gỗ ở Esup, và nông dân này làm vàng 1m8. Nói chung 1m8 thì so với vàng thì cũng quá thấp, cũng hơi thấp, mà do tiện cho cái, để tiện cho cái việc mà chúng ta chăm sóc thì nông dân làm 1m8 để cho thuận tiện cái việc đi lại và phun thuốc. Đó, bà con xem này, cây rất là xanh đẹp, chưa có hiện tượng hết. Thì với cái vườn chanh như thế này á, mình khuyên cho bà con á, chúng ta nên chăm sóc từ bước đầu luôn. Khi ở giai đoạn 4-5 tháng tuổi chúng ta chăm sóc thì nó sẽ tránh được cái tình trạng á, là bệnh. Một phần cái thứ hai á, thì do bà con chúng ta á, thì mua nhầm phải một số giống nó không có kháng chịu bệnh sạch, hay giống không phải mình bệnh sạch, thì khiến cho sau này khi chanh dây chúng ta á, trồng nó sẽ mang bệnh nhiều. Thì clip này cũng mang tính chất là quay cơ thể cho bà con xem ở Esup. Và con vui lòng đăng ký kênh để mình tiếp tục quay những video tiếp theo. Bữa nay quay video ở Esup này thật sự là mới tận hưởng được cái nắng bất ngờ ở trên Esup. Rất là nắng, nắng rất là gắt, hát cả mặt. Nhưng mà cây cối vẫn phát triển bình thường, thì một điều quả là tuyệt vời cho cây chanh dây. Cảm ơn con. Thank you.